Ok, và nếu như năm nào muốn xem mình stream thì em có thể vào trang Nodola này và tìm mình với cái ID phòng đó chính là 9189241, hoặc là em có thể tìm mình với cái tên đó chính là Biosegi này nè. Đấy, thì mình có livestream mỗi tối 8 giờ tối hàng ngày trên đây nha anh em. Thì nếu như anh em đã về đến đây rồi thì hãy đừng quên nhớ để lại một theo dõi ủng hộ mình nha. Bấm nút dấu cộng màu đỏ trên đây nè, theo dõi mình. Cảm ơn em rất nhiều. Ý, anh em nhớ vào ủng hộ stream của mình nha, 8 giờ tối hàng ngày nhé anh em. Và anh em đừng quên là mình có để link phòng này ở phía dưới, nên nếu như anh em không tìm được á thì anh em có thể nhấn vào link ở phía dưới mình để ở phần bình luận được nha anh em ơi, hoặc là mô tả nha. Hello tất cả mọi người nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Biosigi đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà Biosigi thường lột Biosigi nó ưu rẻ vào trên server Việt Nam nào. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series đó và cùng vấn tướng đó chính là con lúc này. Và trong chế độ này thì anh em biết gì không, anh em có thể lên một cái sức mạnh phép thuật và nó là khủng bố với tất cả con. Kiểu như là nếu mà lên đúng đồ anh em thì tất cả con đều có thể đạt đến một cái sức mạnh phải nói là cực kỳ khủng luôn. Đấy, và lúc cũng không ngoại lệ. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm lúc cho nó lên đầu đen, mày phải nói là sức mạnh phép thuật phải nói là khủng nhất mà lúc nó từng lên được ở trong chế độ rẻ này nha anh em. Mình sẽ cố gắng thôi. Và nếu như anh em chưa biết là đánh càng lâu anh em thì sức mạnh phép thuật nó càng tăng, tại vì mình ăn càng nhiều rồng nè, xong rồi mình còn ăn được mình còn được lên cấp nữa, và lên cấp thì tăng tỷ lệ sức mạnh phép thuật, xong rồi rồng nó tăng thêm phần trăm nữa anh em, là càng lên cấp là nó càng sức mạnh phép thuật nó càng ghê. Đấy, nó phải như vậy. Và cấp 30 thì mới full lần, nên là trận này mình sẽ cố gắng mình kéo dài thời gian, mình câu giờ và nó là lâu nhất có thể để cho lúc này lên là một cái sức mạnh phép thuật và nó là khủng bố nhất nhất nha anh em. Sao Riven đi có một mình đó nhờ, như thanh niên rừng bỏ rơm này rồi, quá tội nghiệp. Ok, và nếu như anh em có yêu cầu gì hay thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha anh em, mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em luôn để mình làm nha. Chủ yếu là mình có biết được tướng của anh em hay không thôi á, thật sự là trong URF thì build đồ nào cũng có thể làm được nha anh em, cũng có thể làm được, nhưng mà vẫn có mấy cái build đồ mà nó là rất là khó nên không làm được đâu nha. Chơi chúng nè, có máu thì cũng khá là thốn á, nhưng mà này nó cơ động quá anh em. Ui không chơi kìa, lá trắng nữa. Ui Riven vẫn chơi chắc bắp gì men. Ui chơi Riven mà còn mang lá trắng thì thôi mình thua á. Thôi mình thua luôn. Riven mà chơi còn mang lá trắng thì thôi dép nó tài ông, nó là khủng bố mẹ rồi. Ok, và nếu như em có cầu dài thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Ý mà vai đâu ra vậy, giết một thằng trước rồi thằng này luôn, mà vai luôn. Ôi tôi bút dép không kịp cho ông Mundo luôn á. Ok xin nha, tự nhiên ông Mundo tóc biến ra anh em, lúc đang dép nó bay lại mà tưởng tóc biến ra mất cái dép, không hiểu ông Mundo luôn. Ôi mà mất tóc biến rồi. Uầy gì mà nó còn kiếm đường cái hả? Phải đó mình còn đậu đi mày lấy trắng của nó liên mà mình không bút đó anh em, tại vì phải đó là mình chạy về thẳng được luôn mà, tại sao nó ở khoảng cách như vậy đang bị chó mà nó còn đánh mình được anh em. Khá là ảo, khá là ảo. Trận này coi như là Mundo quyết định lên tăng rồi, quyết định khá là hợp lý cho mình. Để bạn câu vào mình cho bạn lên phép hay lên đam thì cũng hơi mệt mỏi đó. Ok, và nếu như anh em có cao lộn nó thích video này thì hãy đừng quên bấm like cũng như là bấm nút đăng ký và bấm cái chuông bên cạnh nút đăng ký nha anh em, để nhận những thông báo về video mới nhất ở trên kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất rất nhiều, tại vì cái lượt like là cái động lực rất là lớn luôn, lớn nhất luôn á, để cho mình làm những cái tiếp tục những cái video gì nè. Xin những cái linh hồn rồi nào đây, ai đây, ui eco nè, quốc nó mundo châu chết mẹ luôn. Thêm mình cầm bùn bút dép nữa thôi chứ bất tử hơn em. Cô ăn khá là đau nha men, cô ăn khá là đau ấy. Ui muốn người đây, quốc nó Mundo, anh mày câu vờ cho mày đánh à? Đúng rồi, đúng rồi, đúng một cư cho Mundo. Không sao em, chúng ta nhường mạng cho Mundo để Mundo nó xanh nó câu vờ mình tốt cũng được, tí nữa về lại ăn sâu. Quân tử trả thù là 10 năm chưa muộn mà, vậy cứ cho Mundo ăn đi. Chúng ta cũng khá là xanh với cây đây là 113, hỗ trợ tận 3 mạng luôn, tiền không. Ok, cái món đầu tiên mà mình hướng tới đó chính là cái vọng âm nha anh em, một cái món mà
sử dọn quá nhanh nè, sốc đam cũng ghê nè, và sức mạnh phối thuộc cũng khá là ổn nè. Trừ những con nào mà muốn sốc đam thì mình sẽ lên cái vòng âm này trước. Còn những con nào muốn sốc đam như Eco hồi nãy thì mình sẽ hướng tới là kiếm súng hết test. Tùy con và tùy cách lên đồ ở mỗi trận đấu nha anh em. Đấy, chúng ta ráng lấy cái lớp trụ rồi, còn 10 giây nữa thì móc cái lớp trụ rồi. Người quen này muốn mày quay cuồng nữa nhờ, muốn mày quay cuồng. Uầy, phải nói mình chưa kiếm tiền em xui thiệt. Thì có lại có nè, ngoài nè, chuyển đà chuyển thí rồi, chúng thôi. Và đó chớ chúng mà chưa lên level 6 cây đọt. Một lớp dép trụ luôn rồi. Rồi đến trụ không có còn tiền anh em, quá buồn. Nào bay này, dùng đang chết được nó nha. Dùng đang chết được. Ôi ơi ngu rồi. Ngu rồi. Bùm, ui. Dùng hụt được hả? Đầu đen phai đất nhưng đứng như cái dòng đỏ chỉ ta không hiểu luôn. Ui mà phai. Ở đâu ra gì? Window lại có quẩy được 3 không đây? Thôi anh ta cầm một đứa trước rồi. Giết được thằng Mafai rồi nhưng mà Fury chọc khá là đau. Revenge chạy về. Vâng, xin tới nữa thôi là anh ta đã cầm được 3 đứa rồi. Nó phá đâu ra vậy boy? Tự nhiên lù một cục luôn em xuống. Ủi rờ mình một phát đầu đi mà đúng tỉnh luôn. Má mình kiểu như là fucking wall shit luôn anh em. Không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Ê thằng này xuống à, sốc đao được nha. Chạy đâu, trời ơi em thấy chói không? Trời ơi, đó là chói hắc não luôn á. Quá là kinh khủng đi. Bạn Eco, bạn what the fuck luôn. À, bị chói hắc não xong mà bạn ngu người luôn rồi. Kêu what the fuck luôn. Quá bất ngờ chuyện xảy ra với mình. Ê thằng nào à, lại Eco à. Anh niên mà bay rờ ra cho bay rờ vô nhà lại rồi. Quải ơi cô thật. Nó lại bay ra tiếp kìa anh em. Mấy thằng này này. Ui view ra. Đại ca đấy, thằng này mạnh đấy. Chúng ta lùi thôi. Chúng ta còn chưa biết Mafia đâu nữa anh em. Ok Mafia chúng ta rồi. Ngồi. Thằng Mafia nó cục xúc lắm. Tí nữa đánh thì mình phải nén Mafia ra. Ui cái gì đây. Kinh thế. Muốn dùng đam mình à, đâu có được. Mày muốn dùng đam mà đâu có được à, có lớp giáp W mua đồ cầu vời như thế này dùng đâm hộ cái men. Rồi về hả men. Ồ má pha kìa. Nó ủi rồi đó men. Chạy đi. Về ok. À má pha này con mình dùng đam được nha anh em. Nhanh được nè. Ở đây mày. Hiii. Oh shit. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh anh em. Ôi phải lên đồng hồ cái ngay lập tức rồi. Không có chần chờ nữa anh em, phải lên đồng hồ cái ngay lập tức rồi. Nếu mà không muốn bị thằng Mafia nó hút lần nữa. Nãy giờ ba mạng của mình là hai lần nó hút như vậy đó. Mình khá là ức chế nha. Chơi cục xúc vậy. Lulu hay là Lulu đó chứ cả. Ui hết thay rồi Lulu ơi. Ui dồi ôi. Đấy mà vào đó chơi kiểu cục xúc ác liệt luôn á anh em. Thở nó rung bộ. Đúng đi. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên. Bùm. Wow. Máy chứng rồi đúng mày ơi. Mafai, mày chó này. Mế mày làm tao mất hồn. Mafai đó Mafai ơi. Đau khổ mấy này thì. Nó chơi nó hù dọa mình không à. Ok. Ngồi. Chúng ta được 12 lên hồn rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là rồng tên mình vẫn chưa ăn. Mafai là tiếp tục những chơi chi cục xúc anh em. Mấy hoa này sợ nó vãi đái luôn á. Nó thấy ai là nó bay thẳng cái mặt luôn. Không nhượng. Bắt nó rung bồ, đốt nó đây. Ê. Mày rớt đi đâu đây? Đốt nó anh em. Ui, tóc biến chói hụt rồi.
cô đã thả ra cái quy mình thốn đó nhờ. Ấy, ủa sao mình chết vậy? Holy shit. Ờ, sao mình chết tụi phát rồi, không ai cover tay mình chết hết luôn anh em. Chết từ từ, rung rã đều rồi. Thôi, Lulu khá là mạnh nha. Vừa mới khi Lulu mạnh xong thì tóc biến lên nó gõ một cái thúi luôn. Đừng để cho nó rồng nha anh em, mình mới cướp được. Ok, một mạng. Ý, lại thằng Mai Phai này nữa. Cục xúc mày. Chơi gì kỳ mày. Ôi, chiếm vừa kêu. Thơm. Ngon rồi, ăn rồng nữa thôi chứ rồi. Mọi chuyện quá là suôn sẻ luôn em, thằng nào bay bay rồi. Anh niên cô này. Lấy luôn á. Ít nhất là 2 đến 3 pha á. Thanh niên bay ngu xong rồi bị dồn đam rồi bấm rờ bay về nhà luôn. Cạn lời. Ok. Trận này chúng ta sẽ cố gắng chúng ta lên đồ sức mạnh phích thuật nhiều nhất cho lúc nha anh em. Tầm 2k là ok. Ủa là Mai Phai kìa. Là Mai Phai kìa. Xúc nó. Ngại với mấy anh này. Nó hết anti rồi sao á. Nó hết anti rồi. Quốc nó. Phải cho nó một lần biết cái sự đau khổ là như thế nào không mà bị giết. Rồi ok. Mày nè. Không chết à. Mình tưởng mình mạnh lắm. Ui. Thằng Echo nó có một cái skill rất là ghê gớm với em, đó chỉ là chỉ cần chạy thả quy thôi là mày cũng đủ gây cho team mình ức chế đỉnh cao rồi. Nếu mà tích được 3 điểm nổ nó chạy nó thả quy thôi, tốc độ chạy nó chạy nhanh một cái nót luôn. Ê em nào bay ngu vậy? Là y mà phải. Mình bấm double một cái trước luôn á em. Là Echo nè. Mấy tôi quỳ Echo luôn. Tôi huy ông ơi coi luôn. Một lần đi là một lần trở về. Mấy mày ơi cô chơi đi để trở về à man. Nó cứ bay ra xong rồi nó cứ bay vô lại nè. Trời nếu hiểu thật là cô luôn á. Mày chắc nó đang nghe nhạc đi để trở về rồi. Ok ba món nha. Lại ơi cô à. Nó rớt nữa kìa. Anh em ơi, lên đếp giùm tôi cái anh em ơi. Chứ phải cái quy một cái là mình muốn xỉu rồi nè. Nửa cây. Ồ, con chó nó băng trụ nè. Ui, anh em lê. Rồi xong rồi, anh em tao đói rồi nha. Tao yếu nhưng mà, anh em tao đông nhưng mày. Giỡn mày. Tao yếu nhưng mà anh em tao đông ok. Đồ băng trụ. Thanh niên Echo là để một cái biểu cảm với chính là what the fuck. Có vẻ như thanh niên đó rất là bất ngờ với những thứ mà đang diễn ra đối với mình anh em. Không có tin được là team mình lên lần 5 đứa. Sụp 5 mùn đỏ, cứ được đây. Có rờ nè, kết, thật ghê lắm. Ui. Ok, đánh thường chết, cho nó nhanh. Tất cả skill mình tung ra đều hụt luôn. Vãi không? Quy, R, E được tung ra đều hụt luôn. Không mà đánh thường thì mà ăn mạng thôi. Quất nó. Cả hó này. Đi slow với ai mày. Ủa đó một độ. Uầy, chào thế. Ok, xin nha. 2 đến 1 không chột cũng què thôi. Cháu đâu là cũng phải chết thôi, tôi xuống nè. Regen đang chữ solo với Echo nhưng mà Echo đang chiếm thế thượng phong. Echo một cái R là outplay rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Liệu chúng ta sẽ còn gặp nhau trên đường đời. Rồi ok, bạn biến về mẹ nó rồi. Nice. 849 anh em. Chết 4 mạng nhưng mà không sao. Chúng ta cũng khá là xanh. Và hiện đang sở hữu chính là 700 phép. Anh em biết cái điều gì quan trọng chứ không? Chính là mình lại đang được con rồng đầu tiên. Đấy, chỉ cần trong đây chúng ta ăn rồng đều đều, lên cấp đều đều, lên đồ đều đều là lên 2k phép. Là một cái, phải nói là sao easy luôn á anh em. Chỉ cần chúng ta ăn rồng đều đều thôi, ăn rồng mà không sót một con nào thôi là chúng ta lên 2k phép. Phải nói là mắc dễ luôn. Ok. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình đưa con lúc này là một cái đỉnh cao, nó là 2k phép trong chế độ URF nha anh em. Uê, đồng Mai Phai này. Mày muốn gì mày? Mày muốn gì mày? Một lần không có lần hai đâu con. Anh cô rồi luôn. Anh ti rồi à. Ok nha, mấy bạn muốn bắt mình anh em. Đâu dễ. Thằng Linh Mai Phai này. Nó cay mình lắm hay sao á. Thấy rồi.
nó thấy mặt mình nó bay rờ thẳng mặt vào luôn là chịu nha. Ok, thì mình sẽ cố gắng mình cầm một lúc này mình lên tầm 2k máy phép cho anh em xem nha. Nếu mà được thôi, không biết có được hay không thôi, nhưng mà chỉ cần anh em chơi lâu lâu một chút. Đấy, chỉ cần anh em chơi lâu lâu một chút, ăn rồng đều đặn là lên 2k phép anh em phải nói là khá là dễ. Đấy, giờ mạnh thấy không? Chuẩn rồi là có mạng ngay. 22 linh hồn ở phút thứ 15 đã chấp nhận được. Lần này thì không được nữa nha anh Eco. Lần này sốc đem chết luôn rồi, giờ mạnh rồi, giờ bay ngu ngu là chết liền luôn. Giờ bạn không có anti ngược trở lại được rồi. Lũ sức vật hèn hạ, sủ quá mày. Ok, ăn trụ luôn. À, Eco bị giết nhiều quá, ức chế anh em. Chửi mình luôn, chửi mình chửi lại đâu anh em. Ngại gì. Ui, ê thằng nào bay đó kìa. Này đến nè, chuẩn được. Regen chuẩn thốn quá nhờ. Uầy, Regen nó búng đầu đen mà nó nhảy DJ luôn hả? Nó đứng cái chữ skill mà nó đen như đang nhảy luôn á anh em. Regen anh tì quá ai. Thầy ơi, chơi nè Regen. Tôi bút dép mạnh lắm, anh em cứ chịu thoải mái anh em. Đấy, tiếp tục chửi đây. Ok, ngon, ngọt nước liền, nó phải như thế. Rồi, hay rồi. Để mình ăn rồng luôn, ui. Nó phai kìa. Uầy, tính dùng RKS đó. Tính lấy RKS đó anh em. Rồi ăn quá cũng được. Ok, nice. Hơn 3k tiền. Chúng ta anh em thấy không, hơn 1000 phép rồi. Và trong khi đó là còn một món chúng ta chưa lên và chưa tính đến cái chuyện là bán cái giày luôn nha. Và chưa boost cái ngọc phút phép này. Tại vì khi đủ 100 điểm anh em, là chúng ta boost cái ngọc phút phép này nó tăng chúng ta thêm 100 phép nữa. Đấy, nó rất là bá luôn. Lulu qua đây. Ôi, không kịp boost. Nơi bên nó chạy ngay lắm anh em. Đợi mình có rờ mình chửi nó chết được. Mày nè, gì mà hụt quá? Gì mà hụt quá men? Mấy tôi quỳ ở cô luôn á. Nó bay ra xong rồi lúc nào nó cũng rờ về á. Thanh niên nó bay kỳ lạ thiệt. Nhà không ai đếm luôn. Ôi, một phát rờ thôi chết luôn kìa. Kinh vãi đái. Mundo lên đồ cục xúc ghê anh em, 4 dép máu luôn rồi. Ông nội này lên đồ kiểu lầy lội vậy men. Ok, chúng ta giờ đến lúc là chúng ta lên tiếng rồi, giờ không còn nhường mạng nữa, giờ mạnh rồi, có quyền ăn mạng. Umbreon nè, ăn được thêm chút phép nữa nào. Ủa, Umbreon tốc độ phải nói là quái vật luôn á. Wi-Fi kìa. Ok, 1.377 phép nha anh em. Giờ chúng ta bán cái giày. Rồi vẫn chưa đủ tiền. 1.377 phép. Thì bút cái gồng phút phép lên là cũng tầm 1.400. Rồi mua thuốc rồi cũng 1.500. Rồi bán cái giày là cũng chắc 1.600-1.700 phép. Đấy, chúng ta chỉ cần được chơi lâu lâu một chút thôi là lên 2.000 phép là sau easy luôn nha. Mundo đã định build đồ là 6 giáp máu rồi. Giờ mình thấy nó đang hiện là có 4 cái giáp máu rồi đó. Nhưng build đồ cũng lầy lội ghê nha. Rồi anh em đừng bơi trụ anh em. Chơi gì kỳ vậy. Về đi. Tôi chưa lên được 2k phép mà anh em đã thắng rồi. Làm gì ta. Ta chắc mình nghĩ mình lên thêm một cái mũ phù thủy nữa nè em. Chắc là mình sẽ lên thêm một cái mũ phù thủy nữa. Giờ thật sự là không biết lên cái gì cả. Giờ nếu mà lên mặt nạ đỏ đầy lan ra thì phép nó không cộng bằng mũ phù thủy. Nên quyết định là thôi là nốt lên cái mũ phù thủy nó cho nó chất chơi người dơi. Ok, 1.500 phép nha anh em.
đó là chúng ta chưa mua thuốc lắc, chúng ta chưa mua cái ngọc hút phép luôn nha. Đấy, nó phải như thế này này. 1.500 phép rồi. Thằng nào bay ngu nào một cái bò này. Ôi, này khá là trâu, này khá là trâu lên đồ kìa. Ui, nhưng mà cái bò chết hộ mình cái. Rồi, trời. Tuổi gì, tuổi gì? À play hết. Ôi, mình trưởng rờn này rớt chúng revenge chết luôn kìa. Ngon 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 ngon. Anh em giết nó, trả thù. Ui, thấy. Ok anh em, chúng ta tiếp tục ăn rồng thứ ba nào. Mình nghĩ đây là con rồng thứ ba, rồng thứ 4 nè. Không biết nữa. Nhưng mà thôi, để đây, ăn rồng tăng sức mạnh tiếp tục là được rồi. Commando W đồ rồi, nằm giúp máu rồi. Cái lối lên đồ cuối cùng thì mình nghĩ Mundo nên build đó chính là ui cái combat. Thằng này khó rượt quá, không rồng trước đi. Cái muốn lên đồ cuối cùng mình nghĩ Mundo nó nên lên đó chính là cái thú tượng thạch giáp anh em, để boost cho nó nhiều máu, gấp đôi máu luôn. Giờ Mundo là 6.700 máu, 6.800 máu. Ui, anh em thấy sư dẻ không? Ui, lag hả? Vãi lìn. Nó này, nó này, nó này. Ok nha, 1.600 phép rồi. Chúng ta boost cái kia lên là 1.700 phép. Ôi rồi ôi, khá là kinh. Tại vì mình mất cái boost Baron anh em, nếu mà có boost Baron thì chắc cũng 1.800 phép rồi. Chúng ta có 1.679 phép, boost cái kia lên là cũng gần 1.800 phép luôn. Hoài, hơi bị nhiều nha. 1.829 phép này anh em thấy không? Kinh chưa, kinh chưa? Nó phải như thế này này. Ok, cái số sức mạnh phép thuật của mình lớn nhất hiện tại đó bây giờ là 1.829 phép nha anh em. Giờ đang tích lên 2.000 phép thôi là được rồi. Baron vẫn chưa ra, sao nên tập trung hết ở đây vậy? Baron vẫn chưa ra mà, cấp men. Mày đánh bạn ai? Mày đánh ai? Giết nó luôn luôn. Phải trả thù lên. Mày phải giờ mày rượt như một đầu đen mày con. Cái con này luôn rồi. Anh ta đã không còn mạnh như xưa rồi. Đã thất thế rồi anh em. Thời thế tạo anh hùng mà. Giờ Mundo yếu, giờ Nefai yếu vải đái. Giờ Nezet còn bị quay mà. Nezet gặp Lulu là phế anh em. Nezet là chó, gặp Lulu nó biến cái cá thành cốc luôn. Là ỉa luôn. Chó mà bị biến thành cốc là anh em thấy ở gì là chết liền, sao mà sống được. Thằng Mundo 7.000 máu luôn rồi, 7.000 máu nó mua thu thần thạch giáp xong rồi nó boost đầu đen mà chắc 14.000 máu quá. Ok, 1.786 phép nha. Những bước kia lên là 1.886 phép. Ta vẫn chưa được 2.000 phép anh em. Quá là buồn. Chơi thêm lâu tí nữa lên cấp quá anh em. Để được 2.000 phép là ok. Ok, nice. Revenge có lên đồ kìa. Mắc tăng luôn, lại chơi revenge lên đồ kỳ vậy. Ui, chuẩn rời mà chúng nha. Chuẩn rời gì mà chúng nha. Thật là hay quá đấy đi mà. 18 sát rồi. Thằng này ăn cũng khá là ok đó em. Rồi ngon. Giết từng đứa lên level trước đã. Giờ đi farm rồi, đi giết người, đi ăn rồng, baron các kiểu cho lên level đó em. Tôi lấy cái hỗ trợ cũng được nha. Ôi, chơi gì lại vậy? Mày nào ơi, nhưng mà hụt kìa. What? Rồi xong không có hỗ trợ luôn, buồn ghê anh em. Chúng rồi nhưng còn hụt nữa, 1.974 phép rồi. Wow, 1.974 phép nha anh em. Chỉ còn cách 2.000 phép, chỉ còn có vài bước thôi, chỉ cần có vài phép thôi là ok rồi, chỉ cần lên 1-2 cấp thôi là đủ. Mundo rồi, Commando rồi, đem nó trâu như một con chó gì đó. Rồi dây cho nhau à. Ấy, trời ơi, con bồ trong nhà vẫn chết như bình thường. Rồi anh em, mình nghĩ là nên lùi vào tí đó anh em ơi. Mình nghĩ là lên lùi đi. Rồi anh em ơi, thôi chết thắt đám giờ. Thôi lùi mình lùi trước, mình về trước nha. Anh em thấy là không có tương lai rồi. À,
Cho anh xin con blue, cho anh xin con blue. Trời ơi, ác ghê. Anh nói em chưa biết là ăn blue là tăng sức mạnh phép thuật đó anh em. Và chúng ta càng có nhiều đồ tăng phần trăm sức mạnh phép thuật như cái rồng này là ăn blue là cũng tăng được rất là nhiều luôn á. Ê, ông Rumble ăn blue mình mẹ rồi. À, dưới đó. Ok. Đồ chuẩn R khá là thốn nha. Team nó lên mắt kháng phép luôn rồi. Lên đồ lầy lầy lọ quá ta. Bây giờ cao nhất là vẫn 1974 phép sao anh em, nếu mình nhìn không nhầm. Nãy giờ cao nhất là số phép nó vẫn như vậy. Ông ta tích lên cái điểm kia là 100 điểm thôi anh em. Và bút phát coi thử lên được nhiêu. Ăn rồng tiếp theo nè, ăn rồng này rồng thứ 4 phải sao á. Thì mình nhớ là hình như là sau 3 hay 4 con rồng là ăn rồng tiếp theo là sẽ không được cộng thêm sức mạnh phép thuật nữa anh em. Tại vì đó là mát rồi đó. Mình ăn bao nhiêu nó cũng không cộng nữa. Ăn rồng thứ 4 phải sao anh em, không biết ăn rồng này nó cộng thêm hay không. Nhưng mà theo mình nhớ là ăn tầm một mức rồi đó thôi là nó sẽ không cộng nữa. Cái gì đây, ngáo à. What the fuck man. Quốc đó nè, 1019 phép. No, chúng ta mất búp Baron rồi. Nếu mà có búp Baron này mình tin chắc rằng là lên được 2000 phép quá anh em. Xui thật. Vừa ăn đường rồng mất mẹ búp Baron. Cây. Ủa, tụi mình đầu hàng luôn. Ok, về GG nha, tạm biệt em. Gặp lại anh em ở mình sau nha. Bye bye.